coi cho Kenneth. Đây là những gương mặt đói. Đây trên mặt nè, chưa có lẩu ra hả, là để nó lấy đồ ăn quá trời luôn. Trời, ba quay đi lót hay gì á, này nó môi bé xùm rồi. Để chị có biết chị có rồi. Nấm chị cái này nè. Nấm nấm đây 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 nhưng mà các bạn. Em đừng nhắn được áo đuổi mày ăn. Em vợ. Không nói đâu ai biết đâu. Ê, cái mặt từ sáng tới giờ. Bây giờ đi lấy nước chấm. Đúng rồi, lấy nước chấm. Bà con đang đi lấy nước sốt nè. Ừ. Bạn còn quay vlog tập 2 nữa. Giờ muốn ăn ăn đi. Lạ nhờ, những khuôn mặt hả, đói. Ăn tầm sự. Có một ngày la đầu bức bả. Thèm ăn luôn. Trời, nước của em mở nhỏ chưa có sôi. Vậy em mới tăng lên nè. Vui vẻ, mặt tươi cười. Buồn rồi. Có người. Giữ cửa nha. Bye bye. Bữa nào? Bye bye.